Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, Bộ TNMT, ngày hôm qua 12 tháng 8, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận đã chứng kiến nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, thậm chí có nơi vượt qua 37 độ C như TP, Huế, Thừa Thiên Huế đạt 38,1 độ C, TP, Đà Nẵng 37,7 độ C, Tam Kỳ, Quảng Nam 37,6 độ C, Ba Tơ, Quảng Ngãi 38,3 độ C, Quy Nhơn, Bình Định 37,8 độ C, Tuy Hòa, Phú Yên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thông thường nằm trong khoảng 50-55%. Dự báo cho ngày hôm nay 13 tháng 8, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận tiếp tục trải qua nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi vượt qua 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất thông thường dao động từ 50-55%. Dự báo cho ngày 14 tháng 8, các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận cũng sẽ tiếp tục trải qua nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C và có nơi vượt qua 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất thông thường dao động từ 50-55%. Tuy nhiên, cần cảnh báo rằng nắng nóng kéo dài ở Trung Bộ có thể tiếp tục đến khoảng ngày 18-19/8. Mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở mức 1, với nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người. Hiện tại, trạm đảo Phú Quý đã ghi nhận gió Tây Nam mạnh cấp 5, 6. Dự báo cho vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận và vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông cũng như vùng biển phía Tây Bắc của quần đảo Trường Sa sẽ có gió Tây Nam. Việc triển khai sàn giao dịch quyền sử dụng đất có khả năng tạo lợi ích đáng kể cho việc quản lý thị trường bất động sản và ứng phó với các thách thức về thời tiết. Ngày và đêm 14 tháng 8, khu vực từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, cũng như vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, sẽ trải qua gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Mức độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được xác định ở cấp 2. Tất cả các hoạt động tại các vùng biển trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết cho ngày và đêm 14 tháng 8, khu vực này sẽ có mây, ngày có mưa rào và dông xuất hiện rải rác, đêm cũng sẽ có mưa rào và dông tại vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dự kiến từ 24 đến 27 độ C và có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất dự kiến từ 31 đến 34 độ C và có nơi vượt qua 34 độ C. Dự báo thời tiết cho ngày và đêm 14 tháng 8, khu vực này sẽ tiếp tục có mây, ngày có mưa rào và dông xuất hiện rải rác, đêm cũng sẽ có mưa rào và dông tại vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dự kiến từ 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất dự kiến từ 31 đến 34 độ C và có nơi vượt qua 34 độ C. Dự báo thời tiết cho ngày và đêm 14 tháng 8, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mây, ngày có mưa rào và dông xuất hiện rải rác, trong khi phía Nam sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm cũng sẽ có mưa rào và dông tại vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dự kiến từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất dự kiến ở phía Bắc từ 31 đến 34 độ C và có nơi vượt qua 34 độ C. Còn ở phía Nam dự kiến từ 35 đến 37 độ C và có nơi vượt qua 37 độ C. Dự báo thời tiết cho ngày và đêm 14 tháng 8, phía Nam sẽ có mây, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm cũng sẽ có mưa rào và dông tại vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dự kiến từ 26 đến 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất dự kiến từ 35 đến 37 độ C và có nơi vượt qua 37 độ C. Dự báo thời tiết cho ngày và đêm 14 tháng 8 sẽ có mây, có mưa rào và dông tại vài nơi, riêng chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra